Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2020 anh em, cũng là ngày đất nước Việt Nam mình miệt vàng hoàn toàn giải phóng ha. Đó, cũng là ngày vui nhất của lịch sử đất nước Việt Nam mình nha anh em. Đó, cũng là ngày lễ lớn ha. Mình có đây dừng kiển của anh Vũ. Anh Vũ xin có mắt ghi hình với anh em là dài phôi mai vàng ha. Mình quan sát hôm nay thấy anh Vũ lên hàng khá đẹp, VIP để phục vụ cho anh em ha. Để mình hỏi cặn kẽ anh Vũ lên chương trình sau báo anh em cụ thể nha anh em. Rồi. Vũ ơi. Để nói đầu tiên là chào tất cả trên YouTube nha. Hôm nay chương trình mình lên là có 6 phôi mai vàng và 1 phôi thú quý. Rồi, nhắc là số điện thoại mình có đi được không? 907. Ok. 914. Ok. 218. Rồi. Số điện thoại của anh Vũ bên mình có bổ sung góc trái màn hình thị chữ màu xanh cho anh em dễ quan sát nha anh em. Cũng là chúc anh em chơi lễ vui vẻ luôn ha. Rồi, em bắt đầu là cây số 1 là cây thú quý 4 mùa và nổi nha anh em. Đới khủng nha anh em. Quả đẹp. Đấy nôm anh em, đấy nôm sởm cây mai số 1 là voi tứ quý 4 mùa qua nở nha anh em. Rồi, số 1 là tứ quý 4 mùa qua nở nha anh em. Đấy nè. Đấy khủng lắm nha anh em. Đấy khủng nôm lên nha, đấy này nôm trên 3 tấc nha anh em. Quá dữ bữa đấy nè em ơi. Thời buổi loạn lạc mà kiếm được cây tứ quý gì cũng chua lắm nha anh em. Hằng nè, hằng giót đọt luôn ha. Tài cành như sắp vậy. Khá đẹp. Cây này đặc biệt là có cái nở hậu nha anh em. Nở hậu ha. Thì nở hậu phong thủy đem về nhà tốt nha anh em. Thời buổi giờ mà kiếm cây tứ quý vậy anh em biết cũng căng thẳng lắm ha. Căng thẳng lắm ha. Tứ quý bây giờ nói chung là khách hàng ai cũng mua chuộng ha. Ghép rồi một chiếc dính 100%. Ghép dính 100% nha anh em. Hoa nó nở là màu vàng đậm luôn ha. Đó. Anh em về chơi tầm thăm đi nghe, quấn đọc chủ lên là cây vừa chơi nha. Rồi, ok anh Vũ ơi. Cho anh em thông số anh Vũ ơi. Đấy nó 24 giờ mà lót ở trong vậy luôn nha anh em. Rồi. Đi ở ngoài không nha. Đấy nó hai lúc đi tới luôn nha. Ok. 43 hoành thăng nha anh em. Hoành thăng là 43, khá bự nha anh em. Đo hoành tới tổng nha trên đây cái nha. Rồi. Đo hoành tới đặt nó cái cho anh em xem cái nha. Hoành tới đặt. Hoành tới đặt ngay vị trí này là 103 nè nha anh em. Hoành tới đặt ngay vị trí này là 103 nha anh em, khá bự ha. Chiều cao. Chiều cao 117. Chiều cao 117. Hoành tới tổng cái nha. Tới tổng 170 nha anh em. Tổng 170 khá bự nha anh em. Rồi cây mã số 1 này giá sao nổi luôn rồi ơi. Cây mã số 1 tứ quý 4 mùa qua nở giá của nó là 7 triệu nha anh em. Rồi cây mã số 1 tứ quý 4 mùa qua nở giá nó là 7 triệu. Hổ cho anh em ship mọi miền Tổ quốc nha anh em. Quá dễ chơi một đầm mời ha. Cây bây giờ là giá báo giá công khai chuẩn cho anh em 7 triệu thôi nha. Đó anh em mình biết cây tứ quý mà đế nôm sổm gì mà giá gì anh em cũng hiểu ha. Cây giờ mua các căn tứ quý anh em đang chơi gì là biết ha. Rồi. Bộ đế nôm sổm lên 35 luôn nha anh em. Bộ đế thử là 3 tắc 5 nha anh em. Khá xấu nha anh em. Rồi, cây mã số tứ quý số 1 giá 7 triệu nha anh em. Rồi, nhắc lại đây cây mã số tứ quý mã số 1 giá nó là 7 triệu. Hổ cho đổi phôi chú gù. Rồi, tiếp theo mã số 2 là mai vàng nha anh em. Mai vàng xù chảy ha. Khá bự nha anh em. Quá dữ. Rồi đã quay hết phong cây, quay cái nước xù cho anh em xem ha. Mã số 2 là mai vàng nha anh em. Mã số 2 là mai vàng. Nè anh em bên mặt đây xù hết chân luôn ha. Ừ, cái này nước xù nha đó. Đó. Nước xù chảy chính hiệu nè nha. Đó, anh em thấy không? Xù. Cái này lên chậu là càng ngày càng xù nữa nha anh em. Đó. Nhiễu cục nha anh em thấy không? Đó, nhiễu dài xuống tới dưới đây luôn thấy không? Đây bạch nè. Đó. Rồi thêm cái góc bên đây là xù hết luôn nè thấy không? Đó. Khá dữ. Cây gần 60 hoành nha anh em, khá bự nha. Khá bự. Đó, đóng ta đóng thêm cái thế là phước lộc thọ nha anh em, tam tài ha. Tam tài. Đó, rất đọt nha. Cây này vô thế cũng anh em chơi để tặng vừa chơi nha, tặng thế cốt luôn nha. Tặng chung ha. Tặng chung. Đó, nào đấy là 24 giờ. Đấy được bằng cầm tay không anh em? Khá bự nha nè. Mai tượng ha. Đấy không chống mặt luôn nha. Đấy 24 giờ anh em đấy lực ha, đấy này chơi mới xuống nha nè. Cộng nào ra cộng đó ha. Thấy mơi nè không? Đấy bự hơn cầm tay anh em. Đó, nơi cầm tay anh Vũ nè. Đấy lực không nè nè, hơi cầm tay không nữa. Không chống mặt nào. Cây nhìn ngoài khá bự nha anh em, bự lắm. Cây này anh em mà về nuôi nếu giờ mà nuôi là tàn nó vừa kéo là bắt đầu nước sù nó nhiễu hết luôn nè anh em thấy không? Nó dài, chảy nó mau lắm. Còn dưới gốc đang sù lên nè anh em thấy không? Sù chảy là lên chậu là càng ngày càng sù không anh? Đúng rồi. Mà dưới gốc đang sù lên ở trên sù xuống luôn thấy không? Đó. Hai cái đấu trực tiếp với nhau nha anh em. Rồi. Rồi cho anh em thông số luôn rồi. Nhanh gọn lẹ đi, dân chơi nhìn phát mà tao biết rồi. Năm mươi bảy hoành thăng nha anh em. Hoành thăng là 57 chuẩn, khá bự nha anh em. Chiều cao 86. Chiều cao là 86. Rồi cái mã số 2 này giá sao nổi lên rồi.
hình dung cái đồ bự nữa ha. Mình tổng là 180 nha anh em. Tổng 180 khá bự nha anh em. Tay mình đâu không dám nha anh em. Rồi. Rồi, cây mã số 2 mai xù này có giá là 14 triệu. Rồi cây mã số 2 giá của nó là 14 triệu. Hảo cho anh em ship mà mình tổ quốc nha anh em. Quá dễ chơi dùng đam mê ha, hoành 57 chuẩn là khá bự nha anh em. Có thể đo xích dưới là 60 vẫn được. Để mình hình dung rồi, để mình anh bóp hai tay cho anh em hình dung rồi. Đó, cái tay mình là 4 tấn mà bóp là dư này thấy không? Đó. Dư mặt trước mặt sau luôn. Tao lấy cái xô này để vô tờ khách tầm 1 tuổi cơ anh Vũ. Nè. Đó. Để cho anh em hình dung ra nha, đó nó bự hơn cái thùng mình tưới nước ha nha. Khá bự nha nè. Rồi. Cái sụt trên xuống dưới luôn. Rồi cây mã số 2 giá 14 triệu nha anh em. Rồi. Đã rõ anh Vũ ơi. Hỗ trợ đổi phô cái chú Vũ. Rồi, tiếp theo phô mã số 3 là mai vàng nha nè. Giá sinh viên anh em. Giá sinh viên, sinh viên. Rồi, thông số lên gục coi. Nhanh con lẹ đi. 31 Bình Thân nha anh em. Bình Thân là 31 nha anh em. Rồi. Cao 50. Cao 50. Rồi, cái mã số 3 này giá sao anh gục coi. Cái mã số 3 này giá 900k nha anh em. Rồi, cái mã số 3 giá 900k. Vẫn hỗ trợ anh em biết ship mọi miền tổ quốc nha anh em. Có giọng chữ C nha anh em thấy không? Ồ. Có giọng C nha, quýnh dấn thác đổ được nha. 900k thôi nha, 31 hoành nha. Rồi, ok. Đã gõ anh gục coi. Rồi, tiếp theo phô mã số 4 nha anh em. Bon size lùm lực ha. Để đẹp ha. Đây nó có hai quả sù nha anh em. Ồ. Thì nó có cái đế quái vậy cà đa nha. Để nó quấn vô hả nè. Nó quấn xuống nó xôm xuống nè. Cây này anh em là làm bầu xuống đường nữa nha anh em. Ồ. Đó anh em nhìn kỹ nha, đế nó xôm xuống không được thấy không. Ồ. Quái ngày cây này anh em về chơi chạy bo là chơi đương bằng chơi là hết sảy nha. Rồi ok, cho thông số anh rồi ơi. Mà số 4 nha nè. 30 Hoành Thăng. Hoành Thăng là 30 nha anh em. Rồi ok. Cũ 54. Cũ 54, rồi. Cao 41. Cao là 41, rồi. Cây mã số 4 này giá sao anh gục ơi? Cây mã số 4 này giá 1 triệu 4 nha anh em. Rồi, cây mã số 4 giá 1 triệu 4 nha anh em. Hỗ trợ anh em với ship mà mình tổ quốc nha anh em. Quá chơi chơi một đồng mời ha. Để quý vị việc nha. Rồi, ok. Đã gõ anh gục ơi. Rồi, tiếp theo phải mã số 5 nha anh em. Mai vàng luôn ha. Chỉ cần rất đẹp hết anh em. Có đế quái thú luôn nha anh em. Rồi, đế thú nha anh em. Cái này anh em vô thấy chơi bonsai rất đẹp nha. Ok. Anh em thấy không? Anh em thấy không? Đó, bẻ qua bẻ lại là chơi nha. Ok rồi. Khá đẹp ha. Cây đổ sụn lum lá cho nữa không? Nó đang sụn nách dài xuống trơn nữa ha. Ok. Thôi mai vàng mã số 5 đây nè. Rồi, cho đông số màu lẹ. Nhìn con lẹ đây nè. Ba mươi mốt Bình Thăng. Bình Thăng là 31 nha anh em. Cao 47. Chỉ có là 47. Rồi cái mã số 5 này giá sao nổi lên rồi. Cái mã số 5 giá 1 triệu rưỡi nha anh em. Rồi cái mã số 5 giá 1 triệu rưỡi nha anh em. Hỏi cho anh em ship mà miền Tây Quốc nha. Đó, quá chơi dễ chơi ha. Cốt cành như nhím nha. Quá dễ chơi dùng đam mê nha. Đó, chỉ 1 triệu rưỡi thôi ha. Rồi. Rồi đã gõ anh rồi. Rồi tiếp theo mã số 6 nha anh em. Mai vàng xù luôn nha anh em. Quá gì cà đa nha anh em. Quá gì cà đa đới. Đới gắt lắm nha anh em. Cái này là đúng xù trái hay xù lắm nhiều nha anh em. Đúng xù trái chính hiệu nha. Nè cho nó xù nó nè, xù gốc luôn nha. Đó, nó xù hết trơn cây này nha. Đó, mà cốt cạnh anh em thấy là 1 2 3 đó. Đó, khá đẹp nha anh em. Cái nước xù nó quá trời đá nha anh em. Cái xù nó vàng như vậy nữa không? Anh em mà nuôi thành phẩm nó xù hết mình luôn nha. Ok anh cục. Anh em nhìn kỹ không? Nó có hai cái giò đó không? Hai giò bỏ chéo qua nhìn chắc quái nha. Khá quái nha nè, khá đẹp ha. Đấy bích chịch hết ha. Ok. Cây nó dùng như là con thú có hai giò đứng gống lên vậy đó nghe nè, như con ngựa sảy vậy đó, thấy không? Ok rồi. Giò nó bay lên vậy đó. Nè, cái nước sụn nó quá đẹp nghe nè. Cây này nước sụn quá đẹp. Mê ly luôn nha nè. Rồi, cho thông số đi. Rồi, thông số nhìn con lẹ lên rồi coi. Nhân chơi nhìn phát mà tao biết rồi. 34 Hoành Thăng nha nè. Hoành Thăng là 34 nha nè. Cao 84. Chỉ cao 84 rồi, cây mã số 6 này giá sao anh gọt ơi? Cây mã số 6 này giá 2 triệu 4 nha anh em. Rồi cây mã số 6 giá em đó là 2 triệu 4, hỗ trợ anh em với ship ở miền Tây Quốc nha anh em. Quá cho chơi một đam mê ha. Để quý vị việc nha. Xù chải luôn nha anh em. Xù chải chánh hiệu nha anh em. Đó. 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 Xù nó đúng là xù chải luôn nè. Nhìn mình nhìn ở ngoài nó nhiều hơn nha anh em. Nhìn ngoài nó dạ mới nít này nhiều lắm nha. Rồi cây mã số 6 2 triệu 4 nha anh em. Rồi, hỗ trợ đổi phôi chú gọt. Rồi tiếp theo phô mã số 7 là cây mai xù nha nè. Xù nhiều gắt.
gắt nha anh em, đây xù cái đầu hết trơn luôn nha anh em. Tới dưới đít luôn nè. Đó. Cục hết trơn ha. Khá đẹp. Cây nhũ ngoại nó có duyên lắm nha anh em. Đế 24 giờ luôn nha. Xù thường thường bóp hậu sắt đế mà xù rồi đế whip luôn nha anh em. Đó. Cục hết trơn nè ha. Thấy mày. Khá đẹp. Đó. Nguyên cục xù này đã. Rồi, cho anh em một số đi. Rồi, thông số nhanh gọn lẹ lên rồi ơi. Rồi. 32 quần thăng. Quần thăng là 32, em nhất là 32 nha anh em. Nó có cái bẫy cũ này nè. Bẫy cũ, đúng rồi. Bẫy cũ 50 anh em. Bẫy cũ 50. Đặt luôn nè, ha. Rồi. Đặt cho anh em luôn ha. Rồi. Cây khá bự lắm nha anh em. Để đổi cục sụn luôn đi. Cho anh em thì dùng dễ chơi. Cục sụn trên đó của nó là 40 nha anh em. Cục sụn là 40. Chiều cao là 82. Chiều cao 82. Rồi cái mã số 7 này giá sao anh gọi coi. Mã số 7 này giá của em nó là 2.8 nha anh em. Rồi cái mã số 7 giống nó là 2.8, quá dễ chơi, đam mê nha anh em. Giá mình báo bên đây là dễ chơi, cái kênh bên mình anh em ủng hộ cũng nhiệt tình lắm ha. Rồi. Báo giá chuẩn cho anh em khẩu có cần cưa gì hết. Được là chốt liền mau lẹ. Rồi. Rồi cái mã số 7 là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em nào có hết cái nào cái liên hệ trực tiếp với anh Vũ là số 0907914218 nha anh em. Anh em nào có quý hiệp chơi thì bấm cho mình cái đăng ký kênh để có động lực đi săn cây của đi hình phục vụ cho anh em. Thân ái chào anh em. Hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.